Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, gồm những nội dung chính sau đây. Việt Nam-Hungary thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Tổng công ty điện lực miền Bắc phát động chương trình tiết kiệm điện hưởng ứng giờ trái đất. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin hoạt động công nghiệp và thương mại của chương trình tuần này. Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinasat đã tổ chức chương trình giới thiệu thông tin hội chợ Việt Nam Expo 2015. Theo Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet cho biết, Việt Nam Expo 2015 đã qua 24 kỳ hội chợ và năm nay với chủ đề hợp tác hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN đã ghi nhận sự góp mặt đông đảo của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đã có 600 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đăng ký tham dự hội chợ với 720 gian hàng. Đáng chú ý, Việt Nam Expo 2015 đã hội tụ khá nhiều doanh nghiệp lớn trong nước, có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia với số lượng tăng 30% so với năm ngoái. Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Tập đoàn Vattenfall Cincinnati Group của Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức lễ ký kết chuyển giao cung cấp thiết bị sản xuất ống nhựa UPVC, PPR và HDPE. Để mở rộng chiến lược và phát triển sản phẩm mới ở mảng sản xuất ống nhựa UPVC, PPR, HDPE, Tân Á Đại Thành sẽ đưa đến một giải pháp đồng bộ nguồn nước cho ngôi nhà thông qua việc cung ứng bộ sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về tiện lợi, kinh tế hiệu quả và đặc biệt tiết kiệm năng lượng, nâng cao sức khỏe. Tại buổi ký kết, tập đoàn này đã cho biết đã đầu tư 15 triệu đô la Mỹ nhập khẩu thiết bị sản xuất ống nhựa UPVC, PPR, HDPE từ tập đoàn Vattenfall Cincinnati Group của Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là dây chuyền máy móc công nghệ đã đạt chứng chỉ quy trình an toàn chất lượng quốc tế ISO 9001, không chỉ hiện đại mà còn góp phần hạn chế sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Từ đó tạo ra các sản phẩm ống nước xanh, thân thiện với môi trường và người sử dụng, góp phần đưa những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng tại thị trường trong và ngoài nước. Dự kiến tháng 8 năm 2015, sản phẩm ống nhựa đầu tiên được sản xuất trên dây chuyền này sẽ được đưa ra thị trường. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có các sản phẩm hàng hóa dịch vụ chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, tạo được uy tín vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế. Với ý nghĩa đó, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là ngày thương hiệu Việt Nam. Cho đến nay, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã thu hút được sự tham gia rộng rãi và thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết trong quá trình xây dựng, tạo lập thương hiệu, hỗ trợ cho các doanh nhân có điều kiện pháp lý để đăng ký bảo vệ thương hiệu của mình. Đến nay, qua 4 kỳ xét chọn, đã có 63 doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí của chương trình và đã được vinh danh là thương hiệu quốc gia. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ phong phú, chất lượng cao để thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường năng lực của hệ thống phân phối và khả năng nhận biết hàng hóa lưu thông, dịch vụ trong nước nhằm phát triển bền vững thị trường nội địa. Thưa quý vị và các bạn, để giảm thiểu được tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực chung tay góp sức từ mỗi người dân, từ mỗi quốc gia trên thế giới. Với tinh thần trách nhiệm cao đối với chiến dịch giờ trái đất, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, trong đó có Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC, luôn tiên phong và đồng hành trong việc thực hiện tuyên truyền vận động tiết kiệm điện. Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động tiết kiệm điện. Theo số liệu thống kê của đơn vị trong năm 2014, khu vực 27 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn bán điện của Tổng công ty sản lượng điện tiết kiệm được là 794,73 triệu kWh. Cũng trong năm 2014, Tổng công ty đã tổ chức hội thảo khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm khu vực phía Bắc và sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp. Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện với sự tham gia của gần 1 triệu hộ gia đình. Với thông điệp tiết kiệm năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, lễ phát động của Tổng công ty năm 2015 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như là ký cam kết sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, biểu diễn nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thì Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng công ty nói chung và Đoàn Thanh niên Cơ quan các tỉnh 27 tỉnh thành trên của Tổng công ty miền Bắc quản lý thì đã tham gia một số hoạt động như đạp xe cổ vũ, tuyên truyền cổ vũ, kêu gọi
người dân tham gia tiết kiệm điện, đồng thời cũng tổ chức các nhóm đội sản xuất đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, kêu gọi người dân. Không chỉ hoạt động trong ngày tháng 3 này và còn rất nhiều hoạt động nữa trong chiến dịch mùa hè xanh hay là chiến dịch các cái khai giảng, là tiết kiệm đến tuyên truyền đến các em học sinh cấp 1, cấp 2 đến các tổ dân phố để cùng tham gia tuyên truyền tiết kiệm điện. Năm 2015, Tổng Công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai và đổi mới các hoạt động truyền thông tiết kiệm điện nhằm mục đích nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, lâu dài đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo phong trào tiết kiệm điện rộng khắp ở 27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện ít nhất là 1,5% điện thương phẩm được giao, đồng thời tạo ấn tượng đẹp, sự tin tưởng của khách hàng sử dụng điện về hình ảnh người thợ điện có trách nhiệm với cộng đồng. Với cái chương trình như này, tôi nghĩ rằng là đã tuyên truyền để mọi người, đặc biệt là người dân, các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức góp phần vào nâng cao ý thức là tiết kiệm năng lượng. Mỗi lần thực hiện, sau khi mà thực hiện xong thì Công ty Điện lực Quảng Ninh cũng đánh giá rõ rệt cái chương trình này nó mang lại hiệu quả rất là thiết thực cho ngành điện và cho cái quá trình và tiết kiệm năng lượng nói chung, góp phần vào đảm bảo và cái môi trường cũng như là ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi rất vui mừng về có sự có mặt hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh và cũng như là phối hợp giữa Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia cái phong trào tiết kiệm điện năng hưởng ứng giờ trái đất ngày hôm nay. Chương trình giờ trái đất ban đầu chỉ có sự tham gia ở 6 tỉnh, thành phố. Đến năm 2015 này, chương trình đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với thông điệp tiết kiệm năng lượng ứng phó biến đổi khí hậu, chiến dịch năm nay cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng đối với các vấn đề về môi trường, góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu khí thải ô nhiễm, góp phần vào sự phát triển xanh và bền vững của trái đất. Không phải chỉ là cái dịp này chúng tôi đã làm, mà thực ra thì đã làm rất là nhiều rồi. Với một cái phong trào vận động nhân dân, các doanh nghiệp phải tiết kiệm điện, kể cả trong tất cả cơ quan nhà nước hiện nay cũng phải biết tiết kiệm điện. Mình phải thành lập dần dần một cái thói quen, tức là gì? Ví dụ ra phòng là phải tắt điện. Thế rồi tất cả những cái thiết bị điện nếu không cần thiết cũng phải tắt. Đấy là một cái rèn, là một cái ý thức trong cộng đồng dân cư hiện nay. Tất cả các chính quyền, đặc biệt ngành điện lực cũng phải rất là cố gắng để làm sao để phát động hay gọi là tuyên truyền để trong người dân, cộng đồng, doanh nghiệp phải hướng cái chương trình này và coi đây là một cái việc làm thường xuyên của mình trong hàng ngày. Chương trình phát động phong trào tiết kiệm điện và hưởng ứng giờ trái đất 2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Ngoài ra, còn là hoạt động tuyên truyền hiệu quả và tích cực đối với phong trào tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hungary, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước, Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các nhà đầu tư Hungary trong nhiều lĩnh vực ưu tiên, với các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về đất, về thuế nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho dự án sản xuất tại Việt Nam. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam nhìn nhận thị trường Hungary đầy tiềm năng để có thể thâm nhập sâu hơn vào châu Âu. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước Việt Nam và Hungary đạt 175,8 triệu đô la Mỹ, tăng gần 18,83% so với năm 2013. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 55,04 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu 120,8 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là dệt may, phụ tùng và các phương tiện vận tải, còn nhập khẩu là các mặt hàng dược phẩm, máy móc thiết bị v.v. Trong cái thời gian qua và cái sự được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính phủ hai nước, rồi cái sự nỗ lực của các cái doanh nghiệp và cái hoạt động của phân ban Việt Nam và Hungary thì cái đã đạt được kết quả rất là nhiều cái kết quả là đáng khích lệ, đặc biệt là cái quan hệ kinh tế thương mại đã được nâng lên, đã tăng trưởng 18,8% so với cùng kỳ.
Tại khóa họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế Việt Nam-Hungary vừa diễn ra tại Hà Nội, hai bên đã tập trung tiến hành đánh giá, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã được thỏa thuận tại biên bản khóa họp lần thứ 5 của Ủy ban hỗn hợp, đồng thời thảo luận các vấn đề hợp tác trọng tâm nhằm tìm ra các biện pháp củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, nâng cao kim ngạch ngoại thương giữa hai nước như công nghiệp, y tế, nông nghiệp, cung cấp nước sạch, giáo dục quốc phòng, v.v. Tại phiên họp toàn thể của khóa họp lần thứ 6, hai bên đã thống nhất 13 lĩnh vực hợp tác kinh tế quan trọng và ký kết hai văn kiện hợp tác là Hiệp định giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế Quốc gia nước Cộng hòa Hungary về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Thương mại Quốc gia nước Cộng hòa Hungary. Hungary luôn coi trọng Việt Nam là đối tác truyền thống và ưu tiên chiến lược. Hiện nay Việt Nam đang đứng thứ tư trong trao đổi thương mại của Hungary với các nước ASEAN. Hai nước vẫn đang còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước, giao thông, y tế, công nghiệp, chế biến chế tạo v.v. Hơn nữa, thời gian tới, Đại sứ quán Hungary sẽ mở lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các doanh nghiệp. Tuy hai quốc gia ở hai châu lục khác nhau, nhưng Việt Nam và Hungary có nhiều điểm gần gũi về lịch sử, văn hóa. Hai nước đều ở trong khu vực phát triển kinh tế năng động, do đó đẩy mạnh hợp tác là hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà trong khuôn khổ của khóa họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Hungary, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary đã được Bộ Công Thương tổ chức. Diễn đàn có sự tham gia của 18 doanh nghiệp Hungary hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản, chế biến thực phẩm, dệt may, công nghiệp phụ trợ, tư vấn đào tạo và gần 100 doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh, tổ chức kinh tế, cơ quan trung ương và địa phương của Việt Nam. Diễn đàn này chính là một kênh để hai bên nắm bắt và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Trong diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với Hungary lần này thì tôi đang tìm một cái cơ hội để hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ nhất là về phát triển, tìm kiếm các dụng cụ để mua từ phía Hungary, các máy móc và thiết bị để đo lường chất lượng nước. Và thứ hai là hợp tác với họ trong việc là phát triển các sản phẩm thủy sản ở Việt Nam và chuyển giao công nghệ sang Hungary. Hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp thu hút 767 dự án FDI và DDI đến từ 15 quốc gia vùng lãnh thổ. Tuy nhiên chưa thu hút được dự án đầu tư nào từ Hungary. Nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác của mỗi bên, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cho đoàn doanh nghiệp Hungary đến thăm và làm việc tại các khu công nghiệp Bình Xuyên 2, Bá Thiện 1 của tỉnh Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đang được đánh giá là tỉnh có môi trường đầu tư khá tốt và hấp dẫn, là điểm đến đầu tư thành công của nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc và phía Hungary đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để báo cáo chính phủ Việt Nam và chính phủ Hungary cho phép Vĩnh Phúc được nhận nguồn vốn vay ưu đãi ODA từ chính phủ Hungary. Hy vọng rằng với những tiềm năng sẵn có, Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục tìm ra những cơ hội, dự án cụ thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Quan trọng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam và Hungary cần phải hướng tới các hình thức hợp tác chặt chẽ mới, không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư mà còn cả về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Đặc biệt với khoảng 1,6 triệu doanh nghiệp, Hungary có thể là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường của các nước châu Âu.